Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tới đây có rất nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ông Trần Thanh Mẫn, kỳ họp Quốc hội tới đây quyết định nhiều vấn đề quan trọng Sáng 9 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội. Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường hợp tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ các quy trình thủ tục, nhất là công tác chuẩn bị kỳ họp thứ bảy. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Theo dự kiến, kỳ họp 7 sẽ thông qua 10 dự thảo luật, 3 dự thảo nghị quyết, 10 dự án luật bằng lần đầu để cho ý kiến. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 phải khắc phục cho được việc gửi tài đều chậm. Theo đó, chính phủ có báo cáo nào phải gửi ngay cho đại biểu Quốc hội, có báo cáo nào điều chỉnh bổ sung lại gửi tiếp. Lần thứ ba là các báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Tại kỳ họp thứ bảy, chúng ta tiếp tục tăng cường củng cố niềm tin, sự kiên định, tính chuyên nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các phó chủ tịch Quốc hội sẵn sàng bố trí thời gian ngoài giờ làm việc, kể cả thứ bảy chủ nhật, với tinh thần tắt đâu, thông đó, khó đâu, thảo đó, đi đến cuối cùng là thông qua luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng. Ông Mẫn nhấn mạnh. Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 năm 2024, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan đã bám sát chương trình kế hoạch công tác. Các cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, chủ động, tập trung cao độ và triển khai toàn diện các công việc để sớm hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm 2024, đồng thời xử lý kịp thời hiệu quả những công việc gấp mới phát sinh. Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các ủy ban cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp các nhiệm vụ và tiến độ chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy và phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó chủ động đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện về đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và các tháng tiếp theo năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 nghị quyết các hội nghị trung ương đảng, ý kiến, kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của đảng, nhà nước, của lãnh đạo quốc hội với các cơ quan của quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với đó triển khai tích cực các nhiệm vụ và công việc khác trong chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội và trong kế hoạch của đảng đoàn quốc hội về triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao cho đảng đoàn quốc hội tham gia ý kiến về các nội dung đề án theo sự phân công chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư tham mưu phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác quý 2 năm 2024, đôn đất triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ các nội dung thuộc công tác lập pháp tại kỳ họp thứ bảy. Quý vị thân mến, chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thánh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Vậy chức danh Chủ tịch Quốc hội được bầu theo tiêu chuẩn và quy trình ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Chi tiết tiêu chuẩn, quy trình bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội. Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định chức danh Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiêu chuẩn để Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ lựa chọn danh sách đề cử chức danh Chủ tịch Quốc hội được thực hiện theo quy định 214 quy đề TVK của Ban chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý. Đối với chức danh Chủ tịch Quốc hội, ngoài các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực và uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, Quy định 214 cũng quy định tiêu chuẩn riêng. Cụ thể, chức danh chủ tịch Quốc hội phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực. Có uy tín cao là trung tâm đoàn kết trong trung ương, bộ chính trị, trong toàn đảng, trong quốc hội và nhân dân, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Có năng lực nổi trội, toàn diện trong các lĩnh vực công tác nhất là trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và trong việc chỉ đạo thể chế hóa đường lối chủ trương nghị quyết của đảng về xây dựng pháp luật giám sát thực thi pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước bảo đảm dân chủ công bằng công khai minh bạch đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân hiểu biết sâu sắc hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, có năng lực điều hành chất lượng, hiệu quả các phiên họp quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định. Về quy trình bầu chủ tịch quốc hội Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết 71 năm 2022 quy định cụ thể về quy trình bầu chủ tịch Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa trước có thể họp với các trường đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử nếu có quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội thành lập ban kiểm phiếu quốc hội bầu chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu kết quả biểu quyết Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quốc hội thảo luận. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ. Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, trường hợp cần thiết Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự quy định như trên. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ. Chiều mùng 2 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 3566 TTKQH TT đăng thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15. Thông cáo báo chí nêu rõ, chiều mùng 2 tháng 5, kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 26 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046 NQ UBTVQH15 đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu quốc hội khóa 15, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với ông Dương Văn Thái kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành các hoạt động của quốc hội sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ bảy, Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Quốc hội. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được phân công điều hành các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội theo quy định. Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, học vị, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cử nhân chính trị. Ông Trần Thanh Mẫn trước đó nhận được nhiều khen thưởng, huân chương lao động hạng nhất nhì 3 năm 2000, 2005, 2010, 2017, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, ủy viên bộ chính trị khóa 13, bí thư trung ương đảng khóa 12, ủy viên trung ương đảng khóa 11, 12, ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa 10, đại biểu quốc hội khóa 13, 14. Trước đó, ông Trần Thanh Mẫn từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quá trình công tác của ông Trần Thanh Mẫn bắt đầu từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 9 năm 1980 là cán bộ Ban trường học huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 12 năm 1982, ông giữ chức tránh văn phòng huyện Đoàn Châu Thành, ủy viên ban chấp hành, rồi ủy viên ban thường vụ huyện Đoàn Châu Thành. Từ tháng 1 năm 1983 Đến tháng 12 năm 1987, ông làm phó bí thư thường trực huyện Đoàn, rồi huyện ủy viên, bí thư huyện Đoàn Châu Thành, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành. Tháng 1 năm 1988 đến tháng 6 năm 1994, giữ chức ủy viên ban thường vụ tỉnh Đoàn, phó bí thư tỉnh Đoàn Hậu Giang, sau đó làm phó bí thư tỉnh Đoàn, rồi bí thư tỉnh Đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4. Học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy. Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 11 năm 1999, ông Trần Thanh Mẫn làm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2003, giữ chức tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ. Tháng 1 năm 2004 đến tháng 3 năm 2008 Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 12 năm 2010, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông Trần Thành Mẫn được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên Đảng đoàn, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, phó bí thư đảng đoàn, bí thư đảng ủy cơ quan, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, ủy viên ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2018 đến ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 đến 31 tháng 1 năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021, ông giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 4 năm 2021 ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và sau đó ông được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Trước đó, trong chiều ngày 2 tháng 5, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Ngày 26 tháng 4, tại hội nghị bất thường, Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi ông Vương Đình Huệ có đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Theo Trung ương Đảng, những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông Vương Đình Huệ. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở Nghệ An. Ông là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương 4 khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15. Trải qua 22 năm công tác ở Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, ông Huệ sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi Tổng Kiểm toán Nhà nước năm 2006. Ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, được phân công làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5 năm 2013. Từ tháng 4 năm 2016, ông là Phó Thủ tướng. 4 năm sau, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, tháng 3 năm 2021, ông Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. 3 tháng sau đó, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15, ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Trước đó, hôm 22 tháng 4, trợ lý của ông Vương Đình Huệ là ông Phạm Thái Hà. Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan.